HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu một bộ phim bom tấn cổ trang xoay quanh những giai thoại về vị vua bà duy nhất lịch sử Trung Quốc. Trẫm lấy thân phận là chủ thiên hạ mà thôi. Đời này quyết không phụ mi nương. Tiểu tiện nhân, ta và muội đã có cùng một kẻ thù đối đầu rồi. Phải là vì muốn lẫm thái tử sao? Không phải là ác độc mà chúng thăm cùng đi. Chuyện tình này còn ác độc hơn ta. Con phải giúp ý người phụ nữ đó. Võ Mị Nương đã giết chết đứa bé trong bụng kia. Có mà ta nhất định sẽ giết chết chết người. Lừa được người nhưng không lừa được Mị Nương ta. Duy nhân, xin hoàng thượng phế bỏ Võ Chiêu Nghi. Giết lão tặc này đi. Đón xem Võ Tắc Thiên bí sử lúc 19 giờ, tác lại 13 dụng sau trên HTVC Gia Đình.